thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại chương trình thời sự trong ngày. Cảm ơn anh Tạ Đức Trí và vừa rồi chúng ta vừa kết thúc cái tiêu đề về Tổng thống Nam Phi tên là Jacob Chuma. và bệnh và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước sang một cái tiêu đề thứ hai đó là đề đốc Việt Nam Cộng hòa Lâm Ngương Tánh. À, kính thưa quý vị và truyền thông báo chí người Việt hải ngoại vừa có đưa tin là chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2018 đề đốc Việt Nam Cộng Hòa Lâm Ngương Tánh vừa qua đời tại tư gia ở Fredericksburg, tiểu bang Virginia và hưởng thọ 90 tuổi. À, xin anh Tạ Đức Trí cho biết là sơ lược về tiểu sử của vị đề đốc quá cố này. Thưa quý vị, thưa thưa anh, đề đốc Lâm Ngân Tấn sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 trong một gia đình trung lưu tại Sa Đéc, Năm 20 tuổi, ông theo học trường Hàng Hải Thương Thuyền của Pháp tại Sài Gòn lúc bấy giờ và được biết rằng ông tốt nghiệp uh, với là cái cấp bậc thuyền trưởng cho tới khi gia nhập quân đội vào năm 1952. Và trong thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa của Việt Nam Cộng hòa, ông được sang Hoa Kỳ du học nhiều lần. Ông cũng tốt nghiệp khóa cao đẳng Hải chiến tại Newport, tiểu bang uh, Rhode Island và khóa quản trị quốc phòng tại Monterey, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đề đốc Lâm Ngân Tấn còn là người sáng lập và là chỉ huy trưởng đầu tiên của trường đại học chiến tranh chính trị ở Đà Lạt. Và được biết rằng đề đốc Lâm Ngân Tấn và vợ rời Việt Nam trên khu trục hạm Trần Hưng Đạo vào ngày 29 tháng 4 năm 1975 và sang định cư tại tiểu bang Virginia. Trên bước đường tị nạn rất là gian nan và trong thời gian đầu đó ông cũng không màng lao động tái chân để sinh sống và nuôi gia đình trước khi được nhận vào làm việc tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Dạ, cảm ơn anh. Và có phải ông là người chỉ huy trận hải chiến Hoàng Sa chống lại Trung Quốc năm 1974 không anh? Dạ, thưa đúng. Dạ, thưa đúng là vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974, trong cương vị là tư lệnh Phó Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, ông là người trực tiếp chỉ huy cuộc hải chiến Hoàng Sa chống lại Trung Cộng. Dạ, rồi trong hải chiến Hoàng Sa tàu chiến của hải quân Việt Nam gặp những biến cố như thế nào? Và theo những tài liệu còn lại hiện nay cho biết thì tàu hải quân uh, 10 của Việt Nam Cộng hòa đã bị chìm giữa biển ngay trong cái trận chiến này và tàu hải quân 16 đó thì cũng bị hư hỏng đã phải chạy về hướng Đà Nẵng và tàu hải quân số 4 và tàu hải quân uh, thứ năm đó cũng trở về Đà Nẵng thôi. Dạ. Vậy thì còn tàu hải quân 10 có phải là tàu hộ tống hạm Nhật Tảo uh, là và ai là thuyền trưởng cho tàu? Dạ, đó? thưa đúng anh tàu hải quân à, uh, tàu hải quân 10 đúng là tàu hộ tống hàm uh, hạm Nhật Tảo và được biết rằng thiếu tá Nguyễn Văn Thà là à, uh, thuyền trưởng cùng với tàu và một số uh, chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa khác đã hy sinh tử trận khi tàu Nhật Tảo đã bị đánh chìm trong trận hải chiến Hoàng Sa với Trung Cộng. Yeah. Và vậy là làm? Dạ, yeah, uh, uh, thưa anh, thành ra là chúng ta thấy được uh, Đô Đốc râm Ngân Tấn uh, đã cống hiến cuộc đời binh nghiệp của mình và với những... Uh, sự chỉ huy và cũng là do những cố gắng của ông đã cùng với lại các hải quân Việt Nam cộng hòa đã chống trả một cách rất là anh dũng trong cái cuộc hải chiến Hoàng Sa với lại Trung Cộng vào năm 1974 thì được biết rằng theo như chúng tôi đọc rất nhiều sách vở và tài liệu thì 74 à tử sĩ Việt Nam Cộng hòa tức là chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa của chúng ta đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa vào năm vào tháng Giêng năm 1974 thì à, chúng tôi xin được chúng tôi cùng với anh Quốc Cường cũng một lần nữa xin được à, chia buồn với gia đình của đô đốc Lâm Ngân Tấn cũng như là chúng tôi cũng à, xin được à, thắp lên một nén hương để mà vinh danh sự hy sinh anh dũng của 74 tử sĩ Hoàng Sa trong cuộc chiến trong cuộc hải chiến Hoàng Sa à, để mà bảo vệ à, biển của Việt Nam trước cái sự xâm lấn của Trung Cộng một lần nữa à, chúng tôi xin được cùng anh Quốc cường và đại diện đài xin được một lần nữa vinh danh 74 à, tử sĩ của Việt Nam cộng hòa. Yeah. Cảm ơn anh Tạ Đức Trí và kính thưa quý vị. À, à, chúng ta cũng xin chia buồn đối với gia đình của một vị tướng rất là tài giỏi, một và cũng có thể nói là một vị anh hùng của Việt Nam Cộng hòa. Ông đã lãnh đạo một đội quân đã anh dũng chiến đấu với lại Trung Cộng trong những năm 1974. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ bước sang một đề tài tiếp theo đó là đề tài về Bắc Hàn. À, Dạ, thưa anh, thì cái mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Nam Hàn đã có gì thay đổi sau khi cái Thế vận hội mùa đông lần này? Dạ, rất là cảm ơn anh Quốc cường đã hỏi câu hỏi này. Chúng ta thấy được hiện tại cái Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn vẫn đang diễn ra một cách rất là tốt đẹp và vào hơn một tuần trước đó thì trong cái lễ khai mạc của Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn thì chúng ta thấy rất là rõ là cái hình ảnh của Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Mike Pence, ông được biết là ông đã cố tình để mà đổi cái chỗ ngồi để mà không để cho cái người em gái của nhà độc tài Bắc Hàn là cái cô em gái đó cũng đang là một thành viên trong quỹ ban bộ chính trị của Bắc Hàn đã ngồi trực tiếp cái ghế phía sau lưng ông ông cố gắng ông đổi đi qua một vài cái chỗ khác à, tuy nhiên những phóng viên quốc tế cũng đã ghi lại chụp cái hình rằng ông uh, phó tổng thống Mike Pence cũng ngồi cũng rất là gần với là em gái của nhà độc tài Bắc Hàn Kim chung Un và trong cái chuyến đi qua bên thử cái thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn đó thì được biết rằng tổng thống phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã dẫn đầu cái phái đoàn của vận động viên Hoa Kỳ đến cũng như là ông đến để mà có những cuộc tiếp xúc với tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và phía Bắc Hàn nó cũng gửi cô em gái của nhà độc tài uh, Kim Chung un để mà đi và vào và và cô em gái này đó thì đã dùng với uh, cái cử chỉ cũng uh, bên ngoài thì có vẻ là thân thiện để Hồng muốn chiêu dụ về uh, Nam Hàn hợp tác với lại Bắc Hàn trong việc uh, đi tới những cái thỏa thuận giữa hai quốc gia Nam và Bắc và được biết đó là tổng thống nam Hàn moon jae in đó, à, bởi vì theo như tiểu sử của ông đó, là bố mẹ ông đã khi mà rời bắc hàn để qua sống ở nam hàn đó, thì trong một cái tình trạng cũng rất là đau khổ cũng yeah. phải chẳng đặng đừng thành ra là ông đã vì cái vấn đề gia đình cũng như là chúng ta biết được hai miền nam bắc đã bị bắt hàn đã chia đôi ở tại vị tuyến 34 từ năm 1953 tức là cái cuộc chiến Hàn Quốc chỉ là tạm ngừng bắn mà thôi yeah. do đó thì tổng thống đương nhiệm Nam Hàn là ông Moon Jae-in từ trước tới giờ đó là lập trường của tổng thống Nam Hàn luôn có ý muốn rằng muốn đi tới vấn đề thống nhất hai miền Nam Bắc thành ra chính vì vậy đó mà ông đã tiếp xúc với lại em gái của nhà độc tài Kim jong nó rất là niềm nợ và cái cô này cũng đã chính thức mời Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đi thăm Bắc Hàn trong những tháng kế tiếp và ông này cũng cho biết rằng ông này cũng rất là vui để mà khi mà được cái lời mời như vậy đó thì cái việc mà trao đổi giữa hai cấp cao Bắc và Nam Hàn đó đã khiến cho rất nhiều các uh, chuyên gia chính trị uh, đã phân tích ha. nha yeah. và cũng được biết là sau cái buổi khai mạc của thế vận hội Pyeongchang tại Nam Hàn thì uh, chủ tịch Bắc Hàn tức là ông Kim Jong Un cũng đã có những cái lời rất là uh, ca ngợi về phía Nam Hàn thì anh có thể nói rõ hơn cái lời ca ngợi này nó như thế nào và nó có cái mục đích như thế nào? Dạ thưa anh, thưa tất cả quý vị Thì khi mà cô em gái của nhà độc tài Kim Chun Un nó qua Bắc Hàn Để gần như là làm một cái đóng vai trò là một cái sứ giả Để mà thân thiện cũng như là chiêu dụ phía lãnh đạo của Nam Hàn đó Thì phía Bắc Hàn Kim Chun Un đó, Thì trong cái thời gian đó đó Phía Bắc Hàn lại à, tổ chức một cái cuộc duyệt binh Để mà cho thấy cái sức mạnh của Bắc Hàn về những cái vấn đề khả năng quân sự Rồi tên lửa đạn đạo Và những cái vấn đề binh sĩ đang có chuẩn bị Thì chúng ta thấy được cái hai cái hình ảnh đó. Một cái hình ảnh thì vừa đem cô em gái Vừa phái cô em gái qua bên Nam Hàn Để mà tỏ ra cái cử chỉ thân thiện với lại phía bên Nam Hàn Một mặt đó thì vừa biểu dương lực lượng cho thế giới thấy rằng Bắc Hàn sẵn sàng có những động thái quân sự Nếu mà những quốc gia trong vùng có lo ngại, sẵn sàng muốn có những cái vấn đề, những cái chính sách quân sự để chống lại Bắc Hàn từ thấy, từ đó cho thấy đó là cái việc này nó không đơn giản chút nào. Nhà độc tài Kim Trung ương đã có một cái sự tính toán từ trước, có nghĩa rằng muốn uh, chia rẽ cái tình đồng minh giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ, có nghĩa rằng tạo mọi cái sự thân thiện dễ dãi với Nam Hàn để mà hy vọng rằng ban lãnh đạo Nam Hàn sẽ có thể mũi lòng và cảm động thì trong khi đó chúng ta thấy được đã có một số những cái cuộc biểu tình ở đối với ở phía Nam Hàn tại vì người dân Nam Hàn người ta vẫn không tin tưởng cái sự chiêu dụ từ phía Bắc Hàn nha. Yeah. Cái này là một mặt á, là phái cô Kim Yo Jong sang với cái tư cách là nhà lãnh đạo và đi uh, theo với một cái phương thức là rất là mềm mỏng, rất là muốn hòa giải nhưng ở trong nước Bắc Hàn thì à, ông ta để cho một cái củi cái buộc cái củi cái buổi diệt binh thì à, để chứng tỏ rằng mặc dù là tôi đi qua bên đó tôi rất là mềm mỏng nhưng không có nghĩa là tôi under, không có nghĩa là tôi sẽ bất chịu bất kỳ một cái thiệt thòi nào đúng không anh. Còn về phía Nam Hàn thì có lý do nào mà tại sao Nam Hàn lại có một cái buổi khai mạc và có một buổi tiếp đãi bên phía Bắc Hàn một cách à, trọng thể như vậy? À, đó là cái, cái ý của bên Nam Hàn thì như thế nào anh? Dạ, thưa anh rất là cảm ơn anh, tại vì chúng ta cũng thấy được là Tổng thống Nam Hàn, Tổng thống đương kim của Nam Hàn là ông Moon Jae-in thì cũng có một cái chính sách tương đối là mềm mỏng so với cái sự đe dọa của Bắc Hàn. Do đó thì chúng ta thấy cũng những hình ảnh vừa qua tại Nam Hàn ấy, thì cái dân Nam Hàn cũng đã có những cái cuộc tuần hành để mà biểu tình, à, để mà chống lại cái chính sách độc tài bên Bắc Hàn bởi vì người dân Nam Hàn có thể rằng hiểu hơn ai hết. Phía Bắc Hàn vẫn còn giữ cái chính thể độc tài, vẫn còn đàn áp những cái tiếng nói tại Bắc Hàn và vẫn kềm kẹp Bắc Hàn đã không phát triển được về mặt uh, kinh tế mà hầu như tất cả người dân tại Bắc Hàn đó đều bị tẩy não với cái với cái chủ nghĩa cộng sản. Do đó mà người dân Nam Hàn hầu như rằng họ đã không có tin những cái gì từ phía Bắc Hàn. thì chúng ta thấy được cái vấn đề mà tham dự Olympic kỳ này đó, thì không biết rằng những vận động viên Bắc Hàn sang Nam Hàn đó, họ có được họ có được mở mắt hay không trước cái không khí tự do của Nam Hàn. Thôi, yeah, nhà, tức là về phía bên Nam Hàn thì họ cũng muốn là cho phía bên vận động viên của Bắc Hàn thấy được cái thế giới tự do nó như thế nào, nó được uh, cởi mở như thế nào thì uh, và cũng trong cái đợt này thì về phía Hoa Kỳ thì được biết là ông Mike Pence đã có một cái phát uh, phát biểu gần đây nhất đó là sẽ không có bất kỳ một cái điều gì thay đổi nếu như cho đến khi mà Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử. Thì cái điều này anh có thể cho biết rõ hơn là tại sao ông Mike Pence lại có cái Phát ngôn đó như đó sau khi mà dự buổi lễ khai mạc. Dạ thưa anh Quốc Cường, điều anh chia sẻ thưa anh hoàn toàn đúng. Thì uh, trong cái lần, tức là cách đây hơn một tuần, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã qua để tham dự buổi lễ khai mạc tại Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn. Đồng thời, ông cũng có những lời uh, tuyên bố rằng Hoa Kỳ vẫn giữ vững lập trường, rằng muốn tạo áp lực tiếp tục sẽ tạo áp lực và với những cái chính sách cấm vận kinh tế và sẽ Hoa Kỳ sẽ làm đủ mọi phương cách để buộc Bắc Hàn phải từ bỏ cái việc thử nghiệm vũ khí uh, nguyên tử cũng như từ bỏ hết tất cả những cái loại vũ khí nguyên tử mà Bắc Hàn đang có uh, tuy nhiên phía Bắc Hàn thì uh, vẫn tiếp tục cái chính sách thử nghiệm vũ khí uh, nguyên tử và cố gắng để mà dùng cô em gái đó để mà Chiêu dụ cái cấp lãnh đạo của Nam Hàn Về phía Nam Hàn đó Thì chúng ta thấy được Nam Hàn cũng tỏ ra Có những cái cử chỉ thân thiện của Bắc Hàn Đồng thời một mặt Nam Hàn cũng hiểu rằng Nam Hàn vẫn cần cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ Trong tương lai Trong cái việc mà có thể Chống lại cái sự đe dọa từ phía Bắc Hàn Từ đó cho thấy được là Hoa Kỳ À, khi mà các phóng viên đã hỏi tổng thống phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence á, là liệu những cái chính sách chiêu dụ của Bắc Hàn có làm cho tình đồng minh của Hoa Kỳ và Nam Hàn có vấn đề gì hay không thì phó tổng thống Hoa Kỳ đã à, trả lời một cách rất là khẳng khái rằng Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ là một đồng minh chiến lược và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ uh, Nam Hàn uh, về mặt quân sự và và về mặt Kinh tế để mà cùng với Nam Hàn và các quốc gia trong vùng như là Nhật Bản để chống lại uh, những cái chính sách thử nghiệm uh, vũ khí nguyên tử từ phía Bắc Hàn. Dạ vâng vậy thì hiện tại là bên phía Nam Hàn chỉ có mạnh hơn về Bắc Hàn là về mặt uh, kinh tế. Còn uh, về mặt uh, quân sự hay uh, tất cả những vũ khí nguyên tử thì cũng đang rất cần sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ cho nên là dù bên Bắc Hàn có cố gắng để hòa giải hoặc là có cố gắng để làm tách rời giữa Hoa Kỳ với Nam Hàn Thì thực sự trong thực tế Nam Hàn vẫn cần đứng Hoa Kỳ trong dạ, việc bảo vệ Dạ thưa dạ. anh Quốc Cường, cái chuyện này hoàn toàn đúng Thưa anh, thì chúng ta thấy được uh, gần 2 năm vừa qua Thì Hoa Kỳ đã có cái chính sách và đã chính thức đã cài đặt dàn uh, chống quả tiện uh, task À, tại Nam Hàn vào sau đó, đó thì chúng ta thấy được à, vào hồi năm ngoái từ tháng 8 đến tháng 12 đó, đã có rất nhiều những cuộc tập trận quân sự tại Nam Hàn ngay tại gần cái khu biên giới cũng như ngay cái vùng biển đó, để mà Hoa Kỳ và quân đội Nam Hàn đó, có thể có những cái thói quen những cái chiến lược những cái chiến thuật để à, trong những tình huống mà Bắc Hàn có những động thái tấn công hay có phóng hỏa tiện đi qua Nam Hàn thì Nam Hàn cũng sẽ có những cái phản ứng cấp thời và thêm vào đó đó thì Hoa Kỳ cũng đã điều động các lực lượng tinh nhuệ đến Nam Hàn cũng như là đã đã cùng với là Nhật Bản đã bắt đầu có những cuộc tập trận và cái chiến lược của Hoa Kỳ đó thì Hoa Kỳ sẵn sàng vì cái vấn đề mà cái chiến sự đang leo thang tại không chỉ riêng Bắc Hàn mà tại vùng Á châu biển Đông Thái Bình Dương những cái vấn đề như là cái 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 sự bành trướng thế lực quân sự của Trung Cộng nó cũng làm cho Hoa Kỳ rất là quan tâm. Từ đó cho thấy rằng Hoa Kỳ sẽ phải tiếp tục để mà hỗ trợ các đồng minh chiến lược tại bán đảo uh, Triều Tiên cũng như tại vùng Á châu Thái Bình Dương để mà bảo đảm cái nền an ninh tại vùng Á, Á châu Thái Bình Dương không đụng chạm tới quyền lợi của Hoa Kỳ nha. Yeah. Vừa rồi thì có nghe anh nhắc đến cái hệ thống uh, THAS thì uh, xin anh cho biết thêm là cái hệ thống này đã được sử dụng hay chưa, được uh, thử nghiệm hay chưa và nó sau khi thử nghiệm thì nó có kết quả được bao nhiêu phần trăm. Dạ thưa anh, theo những uh, chuyên gia quân sự của Hoa Kỳ đó thì hệ thống phòng thủ tên lửa THAS là một hệ thống tối tân nhất hiện tại của Hoa Kỳ thì các chuyên gia về quân sự cũng như về hỏa tiễn cũng tin tưởng rằng đây là một hệ thống mà có khả năng để mà phản ứng trong cái thời gian ngắn nhất khi mà Bắc Hàn có những cái động thái tấn công Nam Hàn cũng như các quốc gia trong vùng bằng cái hệ thống tên lửa của Bắc Hàn đây là một hệ thống TAS được xem là khá là tối tân mà được biết là bộ quốc phòng hoa kỳ luôn theo dõi tất cả những gì diễn biến tại bắc hàn nếu mà trong trường hợp gì xảy ra đó thì uh, bộ trưởng bộ quốc phòng hay từ phía những nhân viên cao cấp của bộ quốc phòng sẽ có khả năng ra lệnh trong cái thời gian chỉ có một hai phút mà thôi để mà cái dàn uh, phòng chống tên lửa TASS có thể bắn một cái quả tiện để mà phá tung cái quả tuyển của Bắc Hàn trong trường hợp Bắc Hàn muốn bắn quả tuyển sang Nam Hàn hay một số quốc gia khác. Yeah. Vậy thưa anh thì cái hệ thống thác này nè, hiện tại là vẫn còn là do quân đội Hoa Kỳ sử dụng hay là đã chuyển giao hoàn toàn cho bên phía Nam Hàn. Và trong trường hợp uh, có quả tiễn bắn ra từ phía Bắc Hàn thì quân đội của Nam Hàn tự động sử dụng được hay chưa hay là phải cần phải tới nhà uh... yeah, thưa anh hoa kỳ. Uh, thưa anh hệ thống phòng thủ tên lửa thas đã được biết là đã chính thức cài đặt ở phía nam hàng từ năm 2017 và sử dụng hệ thống này chắc chắn là những chuyên gia quân sự và hỏa tiễn của hoa kỳ thì uh, cái việc sử dụng cái uh, những cái những cái hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại đó thì anh biết là theo cái hệ thống computer hết thành ra nhưng mà chúng tôi thiết nghĩ rằng đó cái người mà trực tiếp sử dụng chắc chắn phải là những chuyên gia quân sự từ phía Hoa Kỳ. Nha. Yeah. Yeah. À, cảm ơn anh Tạ Đức Trí rất là nhiều và kính thưa quý vị à, những chia sẻ vừa rồi về hệ thống tháp à, tại Nam Hàn của anh Tạ Đức Trí đã kết thúc chương trình thời sự trong ngày thứ năm ngày 15 tháng 2 năm 2018 và nhân đây trước thềm năm mới thì, thì xin mời anh Tạ Đức Trí có đôi lời chúc đến quý vị khán giả. Cảm ơn anh Quốc Cường à, kính thưa tất cả quý vị à, chúng tôi và anh À, Quốc Cường một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới vui tươi, hạnh phúc, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin chào tạm biệt.